không nhận ra em à? Em là Thư. Thư 11A8 đấy còn gì. Thư à? Khánh Vân này. Này tên gì quên rồi. Không phải Thư. Thư đâu nhỉ? Thư làm gì có ai tên Thư. Thư. Anh Kỳ Yếu. Thư một tạ. Này anh xuống ngay với em đi, em yêu anh mà. Không, anh xin em đây. Xuống ngay với em. Thôi em về lớp đi. Anh không thể nào mà anh yêu em được. Em đi về lớp đi, nhanh lên. Anh xin em. Không. Chú bảo vệ. Anh bảo. Thư kia với Thư này không sao mà là một được. Mình up ảnh đẹp như thế này, chụp cái nào là ăn cái đấy. Mà không hiểu sao chúng nó chụp mình trông xấu thế nhỉ? Bây giờ phải up ảnh bạn trai thiếu gia thì chúng nó mới tin. Tại vì chúng nó đâu có biết được bạn trai thiếu gia của mình là ai đâu. Hình bóng bạn trai. Nhưng mà không được đâu Chan Chan ơi. Cái bọn anh hùng bàn phím mà chúng nó chỉ cần sốt một phát là mình bị lộ ngay. Bây giờ phải làm như nào? Rồi, chưa. Ok. Bao giờ nào? Em chào mọi người ạ. Anh chào em. Em chào anh Vũ ạ. Không. Em tưởng chỉ có mỗi em với anh thôi, sao có cả bạn anh? Chỉ thêm bạn thêm vui có gì đâu, đi hài nữa chán chết. Em ngồi đi. Anh Vũ, anh ngồi đi ạ. Dạ. Giới thiệu với Thư và anh Vũ, đây anh là... Anh biết rồi, Chan Chan Kim. Tôi follow từ lâu rồi.